Chào bạn. Thì hôm nay là mùng 4 ha, sau khi ăn Tết thì mình quyết định ép cái cá, ép cho cá của mình là Dumbo Red Tail. Mình sẽ ép hai cặp Dumbo Red Tail đẻ nha các bạn. Xin mời các bạn đi theo mình để theo dõi sau cái khoảng thời gian mà tách trống mái tầm khoảng 7 ngày của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhốt chung trống và mái. Các bạn xem phản ứng của những chú cá trống và những chú cá mái của mình sau khi mà mình tách trống mái rồi mình sẽ nhốt chung trở lại để mình ép nhé. Xin mời các bạn đi theo mình. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành ép cá đẻ nha các bạn. Mình sẽ đây là cái ngăn cá mái của mình. Ở trong đây mình có một số loại như là coi đen nè, cô đen màu đỏ nè, với lại full gold nè, rồi Dumbo Red Tail nè, với lại Tiger Half Moon nè các bạn. Thấy không? Bên đây là ngăn cá mái của mình này. Đấy, còn bên đây là ngăn cá trống của mình. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành ép cho thằng Dumbo Red Tail nha các bạn. Mình sẽ bắt hai chú cá trống bên Dumbo Red Tail và hai chú cá mái bên đây. Mình sẽ nhốt chung bọn chúng sau một quá trình là tách trống mái của mình nay cũng khá lâu rồi, cũng tầm một tuần lễ rồi. Cá mái mình thì nay thấy cũng sung rồi đó, bạn thấy không? Đó, mình đã chuẩn bị xong một cái hồ đây, cái hồ mình để nhốt cá mái nè, mình cao nhốt mình ép nè. Đó, mình có bỏ cái lá bàn vô sẵn luôn. Để đó, mình mới bỏ lá bàn vô thôi. Thì sẵn tiện thì mình thay nước. Mình thay nước mình chùi hồ á, sẵn mình sẽ tách ra mình ép luôn. Rồi. Đó, bạn thấy không? Đó. Rồi các bạn chờ mình xíu để mình đi lấy vợt, mình vợt mình bỏ qua cho các bạn xem ha. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái vợt này. Mình sẽ lựa trống, lựa mái ấy nha các bạn. Mình sẽ lựa mái Dumbo Red Tail nha các bạn. Đây, con mái nó này. Đó, một con. Bỏ vô đây, bỏ vô cái ngăn này nha các bạn. Đây. Đây một con nữa này. Nhìn chúng khá nhanh các bạn. Đó, đây là được hai con. Đó, hiện tại thì mình đã có hai con mái rồi các bạn. Đó, cái này là cặp cá giống của mình nha các bạn. Mình đi mua ở tiệm á, cũng một chỗ có một người quen, người ta để cho mình hai cặp. Hôm bữa cái này thì nó đẻ một lứa rồi. Đẻ một lứa có chỉ có 4 con rồi đó, mình cho bạn xem đó. Thì nay mình mới bắt đầu quy mô mình ép đó. Có để một lứa nó ra rồi mình tách luôn, mình tách mình nuôi riêng rồi mình dưỡng trống, dưỡng mái lại. Đó. Một con trống Dumbo nữa này. Giờ thấy không? Vô với mái đó là hàng luôn. Với mái đó là hàng. Đây một con nữa này. Này. Đó. Đó. Vô với mái đó là hàng, các bạn xem này. Mình lấy cái này ra, mình lấy cái lá vàng này ra. Đó, vô với mái các bạn thấy không? Rất là hăng mái. Đó. Đây để mình cho bạn xem cái bề ngang nó dễ nhìn hơn nè. Các bạn chờ mình xíu để mình lên cái bồn này cái rồi mình mình lên cái bồn này cái rồi mình cho các bạn xem bề ngang trống với mái như thế nào ha. Đó, các bạn thấy không? Mình quay cận cảnh cho bạn xem luôn nè. Đó là hàng mái, dí mái thấy không? Đó là hàng mái. Ở đây cũng là một cái hiệu quả của cái việc tách trống mái đó các bạn. Cái trống mới là sung, mới là hăng mái. Dí mái liên tục.
múa các kiểu rồi rất là đây là một cái hiệu quả của cái tách chống mái, một cái hiệu quả nhỏ trong đó cho tạo độ hăng mái cho con cá trống. Bây giờ cho các bạn thấy cho toàn cảnh này. Thấy không? Đó là hăng mái. Cá má rất là to. Rồi có cá má này rất là to đó các bạn. Thấy không? Có mình có một chú máy đuôi rất là to, rất là ok. Trống thì cũng rất là ok. Các bạn thấy độ hăng mái của nó rất là ghê gớm, đu theo không bỏ luôn. Đó, cũng đã lâu rồi mình mới làm video về cái hai cái cặp cá này của mình, cũng đã khá là lâu rồi. Đó. Thì hai cặp này các bạn đừng thấy cá do cá của mình nó ít vậy nhưng mà nó đẻ số lượng là khủng luôn nha các bạn. Đó. Với cái thể trạng của con mái này thì có lẽ là nó đẻ một lần chắc cũng tầm khoảng 40 con đến 50 con các bạn. Chưa có ôm trứng gì đâu các bạn. Chưa có ôm cá con đâu. Đó, nhưng mà thể trạng cá mái này cũng khá là to. Cho nên khi mà nó ôm con rồi là tầm khoảng 40-50 con, nó chứ không ít đâu các bạn. Đều cá mái.
nên mình dời dời ra chút xíu cho các bạn xem cho rõ hơn một chút. Nhà máy rất là khủng. Mấy cái vây vơi của con trống này rất là đẹp luôn, cực đẹp luôn các bạn. Mày vừa rất là đẹp. Đấy. Đây cũng là một loại cá cực kỳ xinh đẹp. Đó, mình rất là thích cái đuôi này, cái vây bơi của chúng. Lên màu rất là bắt mắt. Tai bơi quá đẹp. Loại nhìn chúng bơi thôi, thật sự là loại nhìn chúng bơi thôi là cũng rất là mãn nhãn rồi. Loại nhìn chúng bơi thôi cũng rất là mãn nhãn, là khỏi nói tới cái vụ mà bọn chúng dí máy như thế nào, bọn chúng múa các kiểu rất là tranh giành máy rất là ghê. Nó là cuộc sống nó cũng khắc nghiệt, con mạnh mới được hay các bạn. Con kia nó to hơn rồi nó giết cái con này. Con kia nó to hơn rồi nó giết cái con này, các bạn thấy đấy. Đấy, hôm nay thì mình sẽ quyết định chính thức ép hai cặp này để mình lại lấy hai bầy cá con nha các bạn. Mình sẽ lấy hai bầy cá con mình gầy ra, mình gầy số mình nhân giống chúng ra. Con cá to này nó hăng quá, nó hung dữ quá, nó dí cái con cá nhỏ hơn, nó hung dữ quá, chắc phải canh bắt nó ra rồi. Quá hung dữ, quá hung dữ, hung dữ quá, mình phải canh mình bắt nó ra rồi. Cái con cá nhỏ hơn rồi, nó sợ rồi, nó sợ rồi, do hàng máy quá mà nó hung dữ quá các bạn.
giờ máy quá mà nó quá không vậy, nó quá không vậy, không dữ quá. Đó, giờ chỉ còn lại một trống 12 máy thôi. À, hy vọng là nó sẽ trống được cái... dí nổi hai máy này. Kệ, chắc với độ hăng máy này nó thừa sức thôi. Đó, thì video của mình đến đây xin được phép kết thúc. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, đầu năm mọi chuyện thuận lợi nhé. Và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn một ngày gần nhất.